Vâng, em xin chào các anh. Đấy, hôm nay thì em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con giải mã của Onkyo V7 nhé. Đấy, các bác đang rất là nhiều người hỏi con này. Đấy, thì hôm nay em về một con em để tiếp tục lên nhé. Đấy. Thực ra là có 2-3 con cơ, nhưng mà cái con này thì là phục vụ những bác nào cần full chức năng nhé. Đấy. Đấy, full chức năng. Đấy, ở đây nhé. Hàng về đây mặt mũi đẹp này, vỏ đây. Thì nhìn chung là hàng bãi nó về thì những con như con này là rất là đẹp rồi. Còn tất nhiên cái việc mà nó có một vài vết xước sát này nó sẽ không tránh được. Đấy. Cái này về thì là đây là vết bẩn thì đúng hơn nhá. Còn vài vết bẩn thì các bác về lấy Shikana các bác nâu đi nhá. Đấy. Đấy. Còn đâu là vỏ vết của nó các anh nhìn này. Đẹp ok luôn nhá. Onkyo FR-V77. Con này thì là hàng sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá. Sử dụng điện 100V. Công suất là 55W. Mình có thể ghép vào những cái đôi loa bass nó khoảng 14, 16 đổ về mình nghe nhạc. 14, 16, 12, 13. Ok nhá. Nói chung là cái dòng loa mini và dòng bookshelf bass nhỏ. Onkyo V7. Đây thì em đang thử đầu tiên là thử đường quang này các bác này. Thì con này nó nói chung này nhé, em nói rất là nhiều về con này rồi nên em sẽ không nói gì nữa, em chỉ test thôi nhá. Bác nào cảm thấy ok lấy được thì là alo cho em nhé. Còn bác nào cần tìm hiểu thì có thể lên các video trước của nhà em đấy, nhà em có nói rất rõ về con này là dòng giải mã 24 bit, giải mã không mồi đấy nhá. Thì ở đây là em sẽ chỉ chủ yếu là quay các chức năng cho các bác thôi nhá. Và cũng xin nói luôn là CDM ở đây thì em thử nó chạy được thì rồi dùng khi nào hỏng bỏ nhé. Còn đâu là ở đây là em cũng phải nói rõ luôn là nhà em bán chủ yếu là ba chạy công suất để về cắm máy tính điện thoại nghe nhạc và cắm đường quang nghe nhạc đấy. Còn cái CDM ở đây là test thêm nhá. Mắt mũi của nó nói chung là những cái bọn này mắt con zin của nó thì khi nào dùng khi nào hỏng thì bỏ thôi hoặc là mình thay mắt sau nhá. Đấy. Đây bây giờ em test đường quang trước này. Một mái em đi gọi gió tha mây về ngàn. Xin tạ lòng người tình ta hứa không thế thôi. Một đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người làm đau khổ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người lòng đau khổ nhau thêm nữa khi mai không còn. Đây con đây là đường điện thoại này. Đấy, con này thì mình có thể làm kết nối điện thoại được luôn nha. Đây đấy mà mình kết nối với loa ở bên ngoài mình làm công suất này. Và nếu như mình muốn thì mình có thể là out tín hiệu từ đường tape out đây nha. Đường thứ hai là trên xuống từ dưỡng âm đi để mình làm giải mã quang AV đây, cầm quang ở đây giải mã ra nha. Và truyền điện từ điện thoại xuống cũng được luôn nha. Ok nhá. Còn cái đĩa MD này. Đây các bác muốn chuyển MD CD nhá, ấn CD MD ở đây nhá. Ấn sang MD thì lại chuyển sang MD, ấn sang CD thì sang CD nhá. Đây. Thì cái đĩa này nó vẫn đang chạy bình thường này. Đây là một cái đĩa của Marie Curie nhá. Let's go. Nách bài ở đây nhá. Đấy.
Ok này. CD thì đây. Có cái đĩa Knut Toto Soso gì đấy. Đĩa này thì các bác dùng các cái đĩa Nhật xịn nha. Trong này là có đĩa luôn này. Đây, thử được cái đĩa này xem như nào nhé. Dùng các cái đĩa xịn nhá. Còn đâu là các cái đĩa mà tự ghi thì hoặc là đĩa mốc đĩa cũ quá thì nên bỏ, vì nhiều các cái trường hợp là về là các bác dùng đĩa mốc đĩa cũ cho đây là không đọc được chắc là sẽ xảy ra nhé. Rất nhiều trường hợp là em test ở đây nó đọc về các bác dùng đĩa cũ đĩa hỏng các bác test và nó không đọc được chuyện bình thường nhé. Đấy nha, đĩa vẫn đọc này. Đã cho thì cái đĩa khác này. Đây cũng đọc luôn này. Tiếp. Tất cả mình. Ok nhá, thì đấy là về phần đĩa và phần MD nhá. Đấy, nói chung là chạy ok. Đấy, còn ở đây em bán thử nó bao chạy đường điện thoại này và đường quang để về làm thẻ mã quang về nhá, thì đấy nó đều chạy bình thường đây. CD MD em test thêm nhá, em không bao chạy CD MD nhá. Đây đường quang đây. Giữa tiếng du trầm vào cơn mê chiều xưa em qua đây du hồn nắng ngủ say lời yêu cho tòng đây. Ok nhá, thì con này là giá của nó là 1.050.000 và được tặng kèm một đổi nguồn nhá, thì bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 891682 hoặc là 0966 594581 giúp em nhá. Vâng, xin chào các anh.